quy hoạch đất xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Trên kênh livestream TikTok của bạn tên là Nguyễn Văn Tiên có hỏi mình về xã này và chúng ta sẽ cùng nhau về Quỳnh Xá. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ điểm qua một chút xíu về thông tin các cái dự án chuẩn bị đầu tư lớn vào tỉnh Thái Bình chúng ta. Nó kéo một cái dòng vốn FDI vào công nghiệp, vào nhà máy, các bất động sản công nghiệp sẽ rất là lớn. Mình vừa điểm qua trong các video đó là các cái nhà máy khác rồi. Và đến thứ ba đó chính là một cái nhà máy dự án sản xuất sản phẩm nhựa chính xác, tức là những nhựa công nghệ cao, chính xác, độ chính xác cao, với tổng số vốn là 2,3 triệu đô la. Thì, địa điểm thực hiện nhà xưởng đó chính là phân khu số 5 thuê của công ty quốc tế Nam Tài Thái Bình, đó chính là thuộc khu công nghiệp Liên Hà Thái, đúng không ạ? Dự án sẽ đi vào hoạt động vào quý 3 năm 2024, ngay cuối năm nay thôi anh em ạ, cuối năm nay thôi. Thì khi chúng ta thấy khi các cái nhà máy hoạt động thì số lượng công nhân sẽ đổ về rất là lớn. Và khi sản xuất tăng cao như thế thì đời sống nhân sinh của người dân sẽ được tăng trưởng rất là nhiều, và bất động sản ở quanh khu công nghiệp cũng sẽ rất là phát triển. Đó là điều vô cùng tuyệt vời trong tương lai đó. Và Quỳnh Xá tôi nghĩ cũng là một trong khu rất là đặc thù và cũng tương tự như vậy. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi về Quỳnh Xá xem một điều gì tuyệt vời ở Quỳnh Xá nha. Và xin mời các bạn. Hello, xin mời. Chúc mừng các bạn, hiện tại bây giờ đang là quy hoạch đất tỉnh Thái Bình từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Và chúng ta đây, chúng ta sẽ cùng đi về với Quỳnh Xá nha. Đây. Đây. Quỳnh Xá là một xã rất là dài, kéo từ chữ Quỳnh Xá trên bên tay trái này, chỗ Đông Hồng này, kéo tít xuống dưới chỗ ngã Ba Đợi luôn nhá, đến chỗ ngã Ba Đợi luôn. Đấy, thì nó sẽ khá là dài, và chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ soi cụ thể nhá. Đây, ok, đây Quỳnh Xá của hiện tại và đây Quỳnh Xá của tương lai anh em ơi. Úi xời, cũng kinh khủng chưa, kinh khủng chưa anh em ơi. Quỳnh Xá tôi nhìn đây là một diện tích đa số cánh đồng, tất cả cánh đồng đều được chuyển đổi thành đất ở. Chỗ xã Đông Hải đấy ạ, xã Đông Hải đây, Quỳnh Xá đây. Đây, Quỳnh Xá đây, chúng ta thấy cả một diện tích rất là dài đây, được chuyển đổi thành đất công nghiệp này. Và ngoài ra thì các con đường nó cũng đang hiện trạng rồi, cho nên cũng không có gì phải nhiều nữa, nó cũng đang là hiện trạng rồi. Rồi, Quỳnh Xá và Đông Hải sẽ hợp nhất với nhau thành một xã từ trên dưới kéo thẳng xuống dưới ngã Ba Đợi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ trên đi xuống, là một số diện tích nhỏ nhỏ sẽ được chuyển đổi thành đất ở nữa, và đây nó sẽ nằm ở tất cả phía bên tay phải của đường DT217 nhé. 27. Cảm ơn Nguyễn Văn Tiên rất nhiều, cảm ơn anh Tiên, Nguyễn Văn Tiên đã cho mình 20 trái tim nhá. Ok, và mình sẽ soi ở những địa điểm cụ thể. Ví dụ đây một số cái khu vực nhỏ nhỏ tại Quỳnh Xá sẽ được chuyển đổi thành đây đất ở đây. Bạn Nguyễn Văn Tiên comment lại nhà bạn ở chỗ nào nhá. Đây bạn này, Quỳnh Xá đây. Đây các khu vực cánh đồng nho nhỏ này, màu nâu này, sẽ được chuyển đổi thành đất ở, nghĩa là màu hồng và nó khoanh màu đỏ nhé. Và tiếp theo ở khu vực dưới đất ở này sẽ là đất ở gần chùa Am đấy. Chùa Am nếu mà đất đỏ như thế này mình nghĩ nó sẽ chuyển đổi thành đất tín ngưỡng nhé, đất để tín ngưỡng. Và ngay phía dưới cửa hàng xăng dầu Quỳnh Trang này, đấy, chỗ đoạn này là đất TMD, nghĩa là đất thương mại dịch vụ để xây trung tâm thương mại, xây chợ hoặc xây chỗ để bán hàng quán gì đó. Tiếp theo chúng ta kéo sang đoạn cánh đồng chỗ cầu chéo đi sang này. Ok Quang Trung, ok. Và ngay chỗ đoạn cầu chéo đi sang thấy là cả một diện tích cánh đồng rất là lớn của vùng này. Ở chỗ vực Dũng Tiến này, Cối Thuốc Hảo Minh này, tất cả khu vực này sẽ được chuyển đổi thành đất công nghiệp xã Đông Hải hết này. Toàn bộ khu vực này, rất là tuyệt vời. Và đây đây cũng là đất ở rồi. Toàn bộ khu vực cánh đồng cho tam giác này đều chuyển đổi thành đất ở nhé. Đấy, xem còn gì khác nào. Nó sẽ vòng sang phía một chút bên Đông Hải chỗ này. Đây ngay xuống bên chỗ này sẽ là anh em phải nhìn kỹ này. Ngay chỗ con đường Thái Hà Xuyên Gia nhé, thì là sẽ có một con đường chạy thẳng này. Con đường chạy thẳng nó sẽ bắt ngang qua khu công nghiệp Đông Hải ở phía dưới Đông Hải này, và nó sẽ phi thẳng đến Thụy Trường nhé. Thụy Trường của Thái Thụy và đi sang cầu sang bên Hải Phòng, là con đường cực kỳ quan trọng, huyết mạch để nối liền giữa các khu vực Quỳnh Phụ, Hưng Hà đi Hải Phòng rất là nhanh. Thấy nó cũng nghiệp dược sinh học ý. Thì chắc làm hết khu trong này rồi, làm hết trong cụm nghiệp này rồi. Thì hiện tại bây giờ nó mới là quy hoạch cả cụm to thôi, còn đâu nó được quy hoạch chính xác bản đồ 1/500 về cái nhà máy nào thì mình vẫn chưa có đây nhé. Và ngoài ra có một cụm ở phía trên này nữa này, ở phía dưới tây nam của xã An Ninh này, cái cụm này
cánh đồng này nó cũng biến thành cụm công nghiệp bạn nhé. Nghĩa là khu vực Nguyên Xá này, Quỳnh Xá này, nó sẽ cực kỳ phát triển về công nghiệp trong tương lai. Toàn bộ cánh đồng khu vực này đều đã là công nghiệp, sợ chưa? Quá là dã man, phát triển cực kỳ mạnh mẽ luôn. Và chúc mừng bà con Quỳnh Xá nhé. Chỗ ngã Ba Đợi các bạn này, ngay khu vực ngã Ba Đợi nhé, ngay khu vực ngã Ba Đợi các bạn này. Đây bên kia nó là một loạt các khu chỗ gần nghĩa trang Đồng Me này, một loạt các cái địa đất ở trung tâm thương mại, thương mại là ngay ngã tư này, hai bên là trung tâm thương mại này. Tiếp theo đi xa một tí, nó chính là đất DIT, đất là xây cơ sở y tế đấy, đây màu đỏ này. Và ngoài ra cứ TMD là trung tâm thương mại, xây quán chợ bán hàng cái gì đó đấy, rất là tuyệt vời. Thì một lần nữa là chúc mừng bà con tại Quỳnh Xá nhé, sẽ rất nhiều điều tuyệt vời thay đổi trong thời gian tới đấy, rất nhiều đất được chuyển đổi thành đất công nghiệp. Và chúc mừng Nguyễn Văn Tiên sẽ luôn mạnh khỏe và thành công, mua được thật nhiều đất tại quê hương. Chúc cho bà con Quỳnh Xá sẽ luôn mạnh khỏe và thịnh vượng trong thời gian tới. Chúc cho khu công nghiệp sẽ sớm được hình thành, chúc cho các nhà máy sẽ sớm được đưa về đây hoạt động để bà con cuộc sống được cải thiện thật đáng kể nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và các bạn đang xem video nếu thấy video ý nghĩa đừng ngại cho mình xin một like, một đăng ký kênh để có thể là lan tỏa đến cái video này đến nhiều người bà con Quỳnh Xá, để giúp bà con biết được thông tin để xã mình phát triển mạnh mẽ hơn nhé, để bà con có thể mua được các bất động sản với giá tốt nhất hay là bán bất động sản với giá tuyệt vời nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào.